Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Có khá là nhiều bạn yêu cầu nên hôm nay mình thực hiện video này chia sẻ với các bạn tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc phần số 1. Để tiếp tục theo dõi phần số 2 thì các bạn đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ video sau nhé. Hôm nay chúng ta sẽ có những câu hỏi thường gặp khi mà các bạn phỏng vấn xin visa. Thế thì các bạn hãy ghi nhớ thật là kỹ nhé. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Bạn tên là gì? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? 고향이 어디예요? 고향이 어디예요? Quê bạn ở đâu? 가족 소개해 보세요. 가족 소개해 보세요. Hãy giới thiệu về gia đình bạn. 부모님은 뭘 하세요? 부모님은 뭘 하세요? Bố mẹ bạn làm gì? 부모님 수입이 얼마나 되나요? 부모님 수입이 얼마나 되나요? Thu nhập của bố mẹ bạn là bao nhiêu? 고등학교 언제 졸업했어요? 고등학교 언제 졸업했어요? Bạn tốt nghiệp cấp 3 khi nào? 졸업 후에 뭘 했어요? 졸업 후에 뭘 했어요? Sau tốt nghiệp bạn làm gì? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi? 어디에서 한국어 공부했어요? 어디에서 한국어 공부했어요? Bạn học tiếng Hàn ở đâu? 한국어 선생님은 누구세요? 한국어 선생님은 누구세요? Giáo viên tiếng Hàn là ai? 왜 한국으로 유학 가고 싶어요? 왜 한국으로 유학 가고 싶어요? Tại sao bạn muốn đi du học Hàn Quốc? 한국에서 어느 대학교에 등록했어요? 한국에서 어느 대학교에 등록했어요? Ở Hàn Quốc bạn đã đăng ký vào trường đại học nào? 지원한 대학교는 어떻게 알았습니까? 지원한 대학교는 어떻게 알았습니까? Bạn biết đến trường đại học Hàn Quốc như thế nào? 학비는 얼마를 냈습니까? 학비는 얼마를 냈습니까? Học phí bao nhiêu? 아르바이트 하고 싶어요? 아르바이트 하고 싶어요? Bạn có muốn đi làm thêm không? 무슨 자격증이 있어요? 무슨 자격증이 있어요? Bạn có những bằng cấp gì? 유학 기간 중에 시간이 있으면 뭘 해요? 유학 기간 중에 시간이 있으면 뭘 해요? Trong thời gian du học, thời gian rảnh bạn sẽ làm gì? 지원한 대학교를 한글로 한번 써보세요. 지원한 대학교를 한글로 한번 써보세요. Hãy thử viết bằng tiếng Hàn tên trường đại học mà bạn đăng ký. 알파벳을 쓰고 말해보세요. 알파벳을 쓰고 말해보세요. Hãy viết bảng chữ cái rồi đọc. 한국의 수도는 어디예요? 한국의 수도는 어디예요? Thủ đô của Hàn Quốc ở đâu? 오늘 몇 시에 일어났어요? 오늘 몇 시에 일어났어요? Hôm nay bạn thức dậy lúc mấy giờ? 오늘 몇 시에 점심 먹었어요?
오늘 몇 시에 점심 먹었어요? Hôm nay bạn đã ăn cơm lúc mấy giờ? 부모님 연세가 어떻게 됩니까? 부모님 연세가 어떻게 됩니까? Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi? 대사관에 무슨 교통편으로 왔어요? 대사관에 무슨 교통편으로 왔어요? Bạn đã đến đại sứ quán bằng phương tiện gì? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ? 오늘 무슨 요일이에요? 오늘 무슨 요일이에요? Hôm nay là thứ mấy? 오늘은 며칠이에요? 오늘은 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy? 요즘은 무슨 계절입니까? 요즘은 무슨 계절입니까? Bây giờ là mùa gì? Các bạn cũng có thể dùng với 지금. 지금은 무슨 계절입니까? 지금은 무슨 계절입니까? Bây giờ là mùa gì? 하루에 몇 시간 한국어 공부했어요? 하루에 몇 시간 한국어 공부했어요? Một ngày bạn học tiếng Hàn mấy tiếng? 내일이 며칠이에요? 내일이 며칠이에요? Ngày mai là ngày mấy? Hoặc ngày mai là ngày bao nhiêu? 오늘은 날씨가 어때요? 오늘은 날씨가 어때요? Thời tiết hôm nay thế nào? 1년은 몇 개월이 있습니까? 1년은 몇 개월이 있습니까? Một năm có mấy tháng? 한 시간은 몇 분입니까? 한 시간은 몇 분입니까? Một giờ có mấy phút? 1분은 몇 초입니까? 1분은 몇 초입니까? Một phút có mấy giây? 1년은 몇 개철이 있습니까? 1년은 몇 개철이 있습니까? Một năm có mấy mùa? 취미가 무엇입니까? 취미가 무엇입니까? Sở thích của bạn là gì? 고향에서 하노이까지 시간이 얼마나 걸려요? 고향에서 하노이까지 시간이 얼마나 걸려요? Từ nhà bạn đến Hà Nội thời gian mất bao lâu? 인터뷰 누가 도와줬어요? 인터뷰 누가 도와줬어요? Ai đã giúp bạn ôn tập phỏng vấn? 한국에 가는데 얼마 가지고 갈 거예요? 한국에 가는데 얼마 가지고 갈 거예요? Khi đến Hàn Quốc, bạn sẽ mang theo bao nhiêu tiền? 졸업 후에 한국에서 취직 갈 거예요? 졸업 후에 한국에서 취직할 거예요? Sau khi tốt nghiệp, bạn có ở lại Hàn Quốc xin việc không? 베트남 대학교에서 전공이 뭐예요? 베트남 대학교에서 전공이 뭐예요? Ở trường đại học ở Việt Nam, bạn học chuyên ngành gì? 가족 중에 유학한 사람이나 한국에 살고 있는 사람이 있어요? 가족 중에 유학한 사람이나 한국에 살고 있는 사람이 있어요? Trong gia đình bạn có ai đi du học hoặc đang sống ở Hàn Quốc không? 부모님 한달 수입이 얼마예요? 부모님 한달 수입이 얼마예요? Bố mẹ thu nhập một tháng bao nhiêu? 부모님 1년 수업이 얼마예요? 부모님 1년 수입이 얼마예요?
Bố mẹ thu nhập một năm bao nhiêu? 아버지 hoặc 어머니는 어떤 사람이에요? 아버지 어머니는 어떤 사람이에요? Bố mẹ là người như thế nào? 형제 자매는 몇 명 있어요? 형제 자매는 몇 명 있어요? Bạn có mấy anh chị em? 오빠 언니. Các bạn lưu ý nhá, 오빠 hoặc là 언니 chúng ta dùng khi mà cái người khi chúng ta là con gái gọi anh trai của chúng ta sẽ là 오빠, hoặc chúng ta là con gái chúng ta sẽ gọi chị của chúng ta là 언니, hoặc là 형 누나 trong trường hợp mà đây là bạn cái người gọi 형 gọi 누나 thì cái người gọi này là con trai nhá. Con trai sẽ gọi anh trai của mình là 형, gọi chị gái của mình là 누나. Bên Hàn Quốc thì nó phân biệt một chút nên là các bạn lưu ý nhá. 오빠 hoặc là 언니, 형 hoặc là 누나는 무엇해요? Anh hoặc là chị của bạn làm gì? 한국에 가본 적이 있어요? 한국에 가본 적이 있어요? Bạn đã từng đến Hàn Quốc chưa? 어디에서 살아요? 어디에서 살아요? Bạn đang sống ở đâu? 여러분 다시 한번 잘 들어보세요. Các bạn hãy nghe rõ lại một lần nữa nhé. Ở lần thứ hai này chúng ta sẽ đi vào giải thích cặn kẽ chi tiết từng từ trong câu nhé. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Bạn tên là gì? 이름 là tên. 이름 tên. Mua có nghĩa là gì, cái gì. 예요 dạng nguyên thể là 이다 có nghĩa là. Tên của bạn là gì? 이름이 tên của bạn. Mua 예요 là cái gì? Tên của bạn là gì? Hoặc người ta có thể hỏi với dạng đuôi câu trang trọng lịch sự hơn là 이름이 무엇입니까? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? 몇 có nghĩa là mấy hoặc là bao nhiêu. 살 ở đây có nghĩa là tuổi, mấy tuổi, bao nhiêu tuổi. 몇 살이에요? Bạn bao nhiêu tuổi? Người ta cũng có thể sử dụng với đuôi là gì? 몇 살입니까? Với đuôi 니다 hoặc là đuôi 니까 cái đuôi trang trọng hơn. 몇 살입니까? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Thì các bạn lưu ý nhé. Các bạn hãy nắm bắt được những cái từ quan trọng, trọng điểm ở trong câu. Ví dụ từ 몇 có nghĩa là mấy hoặc là 살 là tuổi nhé. 고향이 어디예요? 고향이 어디예요? Quê bạn ở đâu? 고향 có nghĩa là quê, quê hương, quê quán. 어디 có nghĩa là đâu? 예요 là quê bạn là ở đâu? Các bạn hãy ghi nhớ hai từ quan trọng trong câu hỏi là 고향 và 어디. 고향이 어디예요? Quê bạn ở đâu? Khi trả lời các bạn có thể thay từ 어디 và thay từ 어디 bằng tên của địa danh của chúng ta nhé. Ví dụ là gì? 저는 Bắc Ninh에서 왔어요. Tôi đến từ Bắc Ninh, chẳng hạn như thế. 가족 소개해 보세요. 가족 소개해 보세요. Bạn hãy giới thiệu với gia đình của mình nhé. Giới thiệu với gia đình của mình được không? 가족 có nghĩa là gia đình. 소개해 보세요. Hãy giới thiệu với gia đình của mình. Chúng ta có ở đây là 소개해 trong dạng nguyên thể của nó là 소개하다 có nghĩa là giới thiệu. 가족 gia đình. Chúng ta sẽ có 소개해 보다 có nghĩa là gì? Hãy thử giới thiệu. 소개해 보세요. Hãy thử giới thiệu về gia đình của mình, của bạn. 부모님은 뭘 하세요? 부모님은 뭘 하세요? Bố mẹ của bạn thì làm cái gì? 부모님 bố mẹ, 뭘 có nghĩa là gì? Cái gì gì? 하 trong từ 하다 đấy. Làm cái gì? 뭘 하세요? Sử dụng 세요 ở đây là dạng trang trọng lịch sự sử dụng kính ngữ. Ngoài ra người ta cũng có thể sử dụng với là gì? 뭘 합니까? Hoặc là 뭘 해요? Thì các bạn lưu ý nhá, nắm bắt được những cái cụm từ quan trọng trong câu hỏi là gì? 부모님 bố mẹ này, hoặc là 뭘 này, hoặc là từ 하 trong từ 하다. Nắm bắt được 3 cụm từ quan trọng như thế này nhá. 부모님 수입이 얼마나 되나요? 부모님 수입이 얼마나 되나요? Thu nhập của bố mẹ bạn là bao nhiêu? Chúng ta có 부모님 bố mẹ, 수입 có nghĩa là gì? Thu nhập. 얼마나 bao nhiêu? 되나요 có nghĩa là được, được bao nhiêu.
Thực ra khi mà trong giao tiếp đời thường ấy, thì đây là một câu hỏi không được đề cao, đây là một câu hỏi được coi là thất lễ đấy. Tức là người Hàn Quốc rất là tế nhị trong cái việc hỏi về thu nhập. Nhưng bởi vì chúng ta là đang đi phỏng vấn mà, cho nên là người ta cần khai thác thông tin của chúng ta. Nên là câu hỏi này người ta có thể hỏi nhá. Thì các bạn hãy ghi nhớ câu hỏi này nhá, và hãy tự tập trả lời cho mình câu này. Đây là câu hỏi rất quan trọng. 고등학교 언제 졸업했어요? 고등학교 언제 졸업했어요? Bạn đã tốt nghiệp cấp 3 khi nào? 고등학교 có nghĩa là gì? Cấp 3. 언제, khi nào? 졸업했어요, đã tốt nghiệp. Dạng nguyên thể của nó là 졸업하다. 졸업하다 có nghĩa là tốt nghiệp. Còn đã tốt nghiệp sẽ là 졸업했어요. Hoặc có thể sử dụng với đuôi 니다 là 졸업했습니다, đã tốt nghiệp. Dạng câu hỏi người ta có thể hỏi là 고등학교 언제 졸업했어요? Hoặc là 졸업했습니까? Đã tốt nghiệp khi nào? Thì các bạn lưu ý ba cụm từ là 고등학교 này, cấp 3 này, 언제, khi nào, và 졸업, 졸업 là tốt nghiệp. 졸업 후에 뭘 했어요? 졸업 후에 뭘 했어요? Sau khi tốt nghiệp thì bạn đã làm gì? 졸업 후에, 졸업 là tốt nghiệp, 후 có nghĩa là sau, 후에 có nghĩa là vào. Vào sau khi tốt nghiệp thì 뭘 했어요, đã làm cái gì? Có thể là gì? 대학교에 들어왔어요. Có thể là đã tiếp tục học lên đại học hoặc là đi làm thêm việc gì đó. 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi? 한국어를 공부하다 có nghĩa là học. Còn 얼마나 됐어요 có nghĩa là đã được bao nhiêu. Thường khi mà hỏi về thời gian được bao nhiêu ấy, thì thường có cấu trúc là 니은지 gắn vào ngay sau động từ, nghĩa là cái việc mà bạn học tiếng Hàn đã được bao lâu rồi. Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? Và đây chúng ta có thể ghi nhớ những cụm từ này nhá. 한국어를 공부, học tiếng Hàn này, 얼마나 됐어요, được bao lâu? Khi trả lời các bạn có thể thay thế vào ví dụ là gì? 3개월 됐어요, được 3 tháng chẳng hạn. 어디에서 한국어 공부했어요? 어디에서 한국어 공부했어요? Bạn học tiếng Hàn ở đâu? 어디에서 là ở đâu này. 한국어 tiếng Hàn, 공부했어요 đã học tiếng Hàn ở đâu? Các bạn ghi nhớ nhé. Có thể nói là 학원에서 공부했어요, học ở trung tâm chẳng hạn. 한국어 선생님은 누구세요? 한국어 선생님은 누구세요? Giáo viên tiếng Hàn là ai? 한국어 선생님, giáo viên tiếng Hàn, 누구세요? Là ai? Bạn có thể trả lời bằng tên của giáo viên hoặc có thể cung cấp thêm thông tin là gì? Cô giáo là, cô giáo dạy ở trường Đại học Hà Nội chẳng hạn, ví dụ thế. 왜 한국으로 유학 가고 싶어요? 왜 한국으로 유학 가고 싶어요? Tại sao bạn lại muốn đi du học Hàn Quốc? 왜? Tại sao? 한국으로, 으로 các bạn lưu ý nhé, là từ chỉ cách thức phương hướng. Ở đây nó gắn ngay vào sau một địa điểm cụ thể để mang nghĩa là gì? Đi đến, đến Hàn Quốc. 유학하다, động từ 유학하다 có nghĩa là gì? Đi du học, đi du học đến Hàn Quốc. Muốn, chúng ta sẽ có cấu trúc ước muốn là động từ cộng với 고싶다, mang nghĩa là muốn làm một cái hành động nào đó. Cụ thể ở đây là muốn đi du học thì chúng ta sẽ có 유학하다 hoặc là 유학가다. Các bạn bỏ 다 đi cộng với 고싶다, và ở đuôi thân mật lịch sự chúng ta sẽ dùng là 고싶어요. Đuôi trang trọng hơn sẽ là 고싶습니다. 왜 한국으로 유학 가고 싶어요? Tại sao bạn muốn đi du học Hàn Quốc? 한국에서 어느 대학교에 등록했어요? 한국에서 어느 대학교에 등록했어요? Ở Hàn Quốc thì bạn đã đăng ký vào trường đại học nào? 한국에서, ở Hàn Quốc, 어느 대학교, trường đại học nào?
에 ở đây có nghĩa là vào. 등록했어요 có nghĩa là đã đăng ký. Bạn đã đăng ký vào trường đại học nào ở Hàn Quốc? 한국에서 어느 대학교에 등록했어요? 지원한 대학교는 어떻게 알았습니까? 지원한 대학교는 어떻게 알았습니까? Bạn biết đến trường đại học Hàn Quốc như thế nào? 지원한 trong từ 지원하다 có nghĩa là gì? Cái trường mà bạn muốn đăng ký vào ấy. Làm sao mà bạn biết để đăng ký? 지원하다 có nghĩa là đăng ký này. 지원한 대학교는 cái trường học đại học mà bạn đăng ký ấy. Làm thế nào? 어떻게 làm thế nào? 알았습니까? Làm thế nào mà bạn đã biết được? Làm thế nào bạn đã biết cái trường này để mà đăng ký? Tức là đang hỏi thông tin làm sao mà bạn biết đến cái trường này. 어떻게 알았습니까? Làm thế nào mà bạn biết được? Chúng ta có động từ đây là 안다 có nghĩa là biết. Còn đã biết sẽ là 알았다. Và ở dạng câu hỏi sẽ là 알았습니까? Hoặc 알았어요. 학비는 얼마를 냈습니까? 학비는 얼마를 냈습니까? Bạn đã trả học phí là bao nhiêu? Học phí, 학비 là học phí. 얼마 là bao nhiêu? 냈습니까? Nghĩa là gì? Trả. Chi trả học phí là bao nhiêu? 아르바이트 하고 싶어요? 아르바이트 하고 싶어요? Bạn có muốn đi làm thêm không? 아르바이트 하다 hoặc là 아르바이트를 하다 có nghĩa là làm thêm. Còn muốn sẽ là động từ cộng với 고 싶다. 하고 싶어요? Bạn có muốn làm không? Muốn làm thêm không? 무슨 자격증이 있어요? 무슨 자격증이 있어요? Bạn có những bằng cấp gì? Thì chúng ta có thể liệt kê 자격증 là bằng cấp, 무슨 có nghĩa là gì? 무슨 자격증이 있어요? Bạn có những bằng cấp gì? Thì chúng ta có thể liệt kê bằng đại học hoặc là bằng topic nhé. 유학 기간 중에 시간이 있으면 뭘 해요? 유학 기간 중에 유학 là du học, 기간 là thời gian, 중 có nghĩa là trong. Vào trong cái thời gian du học ấy thì 시간 thời gian 있다 có 으면 là nếu thì 시간이 있으면 nếu có thời gian thì 뭘 là cái gì 해요 làm cái gì 해요 là làm. 유학 기간 중에 시간이 있으면 뭘 해요? Trong thời gian du học thì nếu có thời gian thì bạn sẽ làm gì? Bạn làm cái gì? Tức là ở cái câu hỏi này các bạn phải trả lời được kế hoạch của các bạn nha. Cho nên các bạn hãy chuẩn bị thật là kỹ. Có thể lường trước tất cả những câu hỏi mà người ta có thể hỏi và bạn hãy trả lời trước. Để đến lúc đó người ta hỏi thì bạn sẽ không bị bối rối nữa. Bạn phải có kế hoạch rõ ràng khi mà người ta hỏi câu này nhé. 지원한 대학교를 한글로 한번 써보세요. 지원한 대학교 có nghĩa là gì? Cái trường đại học mà bạn đăng ký ấy. Ở đây câu này có nghĩa là bạn hãy thử viết tên, hãy thử viết bằng tiếng Hàn tên cái trường đại học mà bạn đăng ký ấy. Ở đây câu hỏi này là người ta đang kiểm tra năng lực viết tiếng Hàn của các bạn nhé. 지원한 대학교 là trường đại học mà bạn đăng ký. 한글 có nghĩa là chữ tiếng Hàn. Ro có nghĩa là gì? Bằng. Hãy viết bằng tiếng Hàn. Và các bạn lưu ý về cách phát âm sẽ là 한글로 nối âm bát chim lên. 한글로 한번 một lần 써보세요. Trong từ 쓰다 là viết. Hãy thử viết sẽ là 써보세요. Hãy thử viết một lần bằng tiếng Hàn tên trường đại học mà bạn đăng ký. 알파벳을 쓰고 말해보세요. Hãy viết bảng chữ cái rồi đọc. 알파벳 có nghĩa là bảng chữ cái. 쓰고 xong từ 쓰다 có nghĩa là viết. Cô là từ để nối hai động từ. Cô có nghĩa là và. 말해보세요 và hãy thử nói. Tức là hãy viết bảng chữ cái tiếng Hàn ấy. Xong rồi thử nói, thử đọc xem. Cái này là người ta cũng đang kiểm tra năng lực tiếng Hàn của các bạn nhé. Xem các bạn có thể đọc tốt không, viết tốt không. 한국의 수도는 어디예요? 한국의 수도는 어디예요? Thủ đô của Hàn Quốc ở đâu? Tức là thủ đô của Hàn Quốc là gì đấy? Thì các bạn có thể trả lời là Seoul. Ở Seoul. 한국의 수도, 수도 là thủ đô. 어디예요? Là ở đâu? Người ta có thể hỏi những cái câu rất là đời thường, rất là gần gũi thôi, không có gì là to tát cả. Chính vì vậy mà khi học tiếng Hàn các bạn
cần phải biết và có thể trả lời được tất cả những cái câu hỏi liên quan đến sinh hoạt hàng ngày nhé. Bởi vì ví dụ như người ta có thể hỏi những câu như sau. 오늘 몇 시에 일어났어요? Rất đơn giản đúng không? Hôm nay bạn thức dậy lúc mấy giờ? Không phải là những cái gì rất là cao siêu, mà là những cái gì rất đơn giản thôi các bạn ạ. Diễn ra xung quanh cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ăn ngủ nghỉ thức dậy lúc mấy giờ, ăn cái gì, đi đến đây bằng phương tiện gì. Những câu rất đơn giản và các bạn cần phải ghi nhớ nhé. Và các bạn có thể tự trả lời trước, lường trước mọi tình huống, mọi câu hỏi có thể xảy ra. 오늘 몇 시에 일어났어요? Hôm nay bạn đã thức dậy lúc mấy giờ? 오늘, hôm nay. 몇 có nghĩa là mấy, 시 là giờ. 에 có nghĩa là vào lúc mấy giờ hôm nay. 일어났어요, đã thức dậy. Chúng ta có cụm từ 일어나다 có nghĩa là thức dậy nhé. 오늘 몇 시에 일어났어요? Hôm nay bạn thức dậy lúc mấy giờ? Các bạn có thể thay thế cái từ để hỏi 몇 bằng giờ cụ thể, ví dụ là gì? 여섯 시에 일어났어요. Tôi đã thức dậy lúc 6 giờ. 오늘 몇 시에 점심 먹었어요? 오늘 몇 시에 점심 먹었어요? Hôm nay bạn đã ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa đấy, 점심 là trưa, lúc mấy giờ? Có thể cuộc phỏng vấn của các bạn diễn ra vào buổi chiều, chính vì vậy mà người ta có thể hỏi là bạn ăn trưa lúc mấy giờ. Tương tự, người ta cũng có thể thay thế cụm từ 점심, buổi trưa, bằng buổi sáng sẽ là gì? 오늘 몇 시에 아침 먹었어요? Bạn đã ăn trưa, ăn sáng lúc mấy giờ? 아침. Vậy các bạn lưu ý những cái cụm từ trong câu nhé. 몇 시, 점심 và từ 먹었어요, đã ăn. 오늘 몇 시에 점심 먹었어요? Hôm nay bạn đã ăn trưa lúc mấy giờ? Và các bạn có thể thay cái từ để hỏi 몇 bằng cái giờ cụ thể nhé. Ví dụ là gì? 열한 시에 점심 먹었어요. Tôi đã ăn lúc 11 giờ. 부모님 연세가 어떻게 됩니까? 부모님 연세가 어떻게 됩니까? Bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi? 연세 có nghĩa là tuổi, đây là kính ngữ của từ 나이. Ở đây người ta đã sử dụng kính ngữ với bố mẹ của các bạn. 연세 có nghĩa là tuổi nhá. 어떻게 됩니까? Được bao nhiêu tuổi? 대사관에 무슨 교통편으로 왔어요? 대사관에 무슨 교통편으로 왔어요? Bạn đã đến đại sứ quán bằng phương tiện gì? 대사관, đại sứ quán. 에 왔어요, đã đến đại sứ quán này. 대사관에 왔어요, bạn đã đến đại sứ quán. 무슨 là gì? 교통편 có nghĩa là gì? Phương tiện giao thông gì? 으로 có nghĩa là bằng. Bằng phương tiện giao thông gì? Đã đến này, 왔어요, bằng phương tiện giao thông gì? 대사관에 무슨 교통편으로 왔어요? Các bạn có thể trả lời, ví dụ bằng xe máy chẳng hạn hoặc là gì? 택시로. 택시로 chẳng hạn, bằng 택시로 왔어요, đã đến bằng taxi, hoặc là 오토바이로 왔어요, đã đến bằng xe máy. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ? 지금 là bây giờ. 몇 có nghĩa là mấy. 몇 시예요? Mấy giờ? 몇 시, 시 là giờ. Những câu hỏi rất đơn giản thôi, các bạn có thể theo dõi nhé. Và các bạn ghi nhớ tập trả lời trước, ví dụ 지금 몇 시예요? Bây giờ là 10 giờ. 오늘 무슨 요일이에요? 오늘 무슨 요일이에요? Hôm nay là thứ mấy? 오늘, hôm nay. 무슨 요일? 요일 có nghĩa là thứ mà. 무슨 có nghĩa là gì? Gì. Nhưng mà chúng ta hiểu là gì? Mấy là thứ mấy. 무슨 요일? Thứ mấy? 이에요? Là. Người ta có thể hỏi với đuôi 이에요 hoặc với đuôi 입니까? 무슨 요일입니까? Các bạn lưu ý nhé, có thể sử dụng với đuôi câu khác, nhưng các bạn cần nắm bắt được cái từ để hỏi trong câu. 무슨 요일 có nghĩa là thứ mấy. 오늘은 며칠이에요? 오늘은 며칠이에요? Hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày bao nhiêu? 몇 có nghĩa là mấy này, 일 có nghĩa là ngày. Khi đọc các bạn lưu ý về cách phát âm 며칠, nối âm bát chim lên. 며칠이에요? 며칠이에요? Hôm nay là ngày bao nhiêu? 요즘은 무슨 계절입니까? 요즘은, 요즘은 무슨 계절입니까? Bây giờ là mùa gì? Hoặc người ta có thể hỏi với 지금. 지금은 무슨 계절입니까?
Các bạn lưu ý từ để hỏi trong câu là 무슨 계절. 계절 có nghĩa là mùa. 무슨 계절 là mùa gì, mùa nào. 요즘 là dạo này. 지금 là bây giờ. 하루에 몇 시간 한국어 공부했어요? 하루에 몇 시간 한국어 공부했어요? Một ngày bạn học tiếng Hàn mấy tiếng? 하루에 có nghĩa là gì? Trong một ngày. 하루 là ngày mà. 몇 mấy 시간 tiếng thời gian. 한국어 공부했어요? Bạn đã học tiếng Hàn một ngày mấy tiếng? Tiếp theo. 내일이 며칠이에요? 내일이 며칠이에요? Ngày mai là ngày mấy? Ngày mai là ngày bao nhiêu? 며칠. Các bạn có thể viết là 며칠 hoặc là 며칠 cũng được nhé. 내일이 며칠이에요? Ngày mai là ngày mấy? Những cái câu hỏi về thứ ngày tháng thì nó hơi phức tạp về con số đếm. Chính vì vậy mà các bạn hãy học thật kỹ bảng số đếm tiếng Hàn nhé. 오늘은 날씨가 어때요? 오늘은 날씨가 어때요? Thời tiết hôm nay thế nào? 오늘 날씨 thời tiết 어때요? Thế nào? Các bạn có thể trả lời là 비가 왔어요 trời mưa hoặc là gì? 날씨가 좋습니다 thời tiết đẹp. Các bạn nếu không thể nói hay nói dài được thì hãy nói những câu đơn giản. 1년은 몇 개월이 있습니까? 1년은 몇 개월이 있습니까? Một năm có mấy tháng? 1년 1 có nghĩa là 1, 년 là 5. 1년 một năm. 몇 개월 mấy tháng 있습니까? Có. Một năm có mấy tháng? 한 시간은 몇 분입니까? 한 시간은 몇 분입니까? Một giờ có mấy phút? Các bạn có thể thay bằng thay từ để hỏi 몇 bằng 60 phút chẳng hạn. 10육 à sẽ là gì? 60 đúng không? 60 là 60, 60 phút. 60분입니다. Thay cái đuôi 니까 bằng 니다. 1분은 몇 초입니까? 1분은 몇 초입니까? Một phút có mấy giây? 몇 초. Mấy giây, 초 là giây. 1 có nghĩa là 1 này. 분 là phút. Khi mà làm video này thì mình cũng định là trả lời các câu hỏi sẵn ra cho các bạn. Nhưng là bởi vì là mỗi bạn sẽ có một hoàn cảnh riêng, một cái phong riêng cho nên là mình không thể làm trả lời câu hỏi thay cho các bạn được. Nhưng mà mình gợi ý là có rất nhiều nhóm group học tiếng Hàn trên Facebook. Các bạn có thể viết câu trả lời của các bạn, sau đó là các bạn có thể đưa lên để hỏi mọi người. Trên đó có rất là nhiều các bạn sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn. Và cũng có rất là nhiều những cái bạn Hàn Quốc tham gia các nhóm học đó. Chính vì vậy mà người ta có thể sửa chữa cho các bạn. Như vậy các bạn có thể tự trả lời những cái câu hỏi mà mình cung cấp ở bài ngày hôm nay nhé. Và các bạn có thể đưa lên mạng, đưa lên các nhóm học tiếng Hàn. Và mọi người sẽ giải đáp, sẽ sửa chữa cho các bạn. 1년은 몇 계절이 있습니까? 1년은 몇 계절이 있습니까? Một năm có mấy mùa? 몇 계절, mấy mùa. 1년, một năm này. Một năm thì có mấy mùa? Sẽ là gì? 4 mùa đúng không? 4 계절, 4 mùa. 1년은 4 계절이 있습니다. 취미가 무엇입니까? 취미가 무엇입니까? Sở thích của bạn là gì? 취미. Chúng ta sẽ tự nhá, tự nghĩ xem mình thích cái gì và có thể nói dài hơn một chút về sở thích của mình. Mình cũng có làm một video nói về sở thích, các bạn có thể tìm xem lại nhé. 고향에서 하노이까지 시간이 얼마나 걸려요? Từ nhà bạn đến Hà Nội thời gian mất bao lâu? Câu hỏi này thì không dành cho các bạn ở Hà Nội mà thường dành cho các bạn ở tỉnh. 고향에서 từ quê hương này, 고향 là quê hương này. 에서 và 까지 ở đây là một ngữ pháp mang nghĩa là từ đâu đến đâu. Đằng trước của 에서 và 까지 sẽ là những địa điểm. 고향에서 từ quê này, 하노이까지 hoặc là gì? 박닝에서 하노이까지 từ Bắc Ninh đến Hà Nội. 시간 thời gian 얼마나 걸려요? Cái cụm từ này sử dụng rất nhiều. 시간이 얼마나 걸려요? Thời gian mất bao lâu? Interview 누가 도와줬어요? Interview có nghĩa là gì? Phỏng vấn. 누가 도와줬어요? Ai đã giúp bạn?
phỏng vấn, ôn tập phỏng vấn. Ở đây chúng ta hiểu là ai đã giúp bạn ôn tập phỏng vấn. Interview, phỏng vấn này. 누가 아이 도와줬어요? Đã giúp đỡ cho. 한국에 가는데 얼마 가지고 갈 거예요? 한국에 가는데 얼마 가지고 갈 거예요? Khi đến Hàn Quốc, bạn sẽ mang theo bao nhiêu tiền? 한국에 가는데 có nghĩa là khi đến Hàn Quốc. Động từ ở đây là 한국에 가다 có nghĩa là đến Hàn Quốc. Còn khi đến sẽ là 가는데. 얼마 có nghĩa là bao nhiêu. Ở đây chúng ta hiểu là tiền, bao nhiêu tiền. 가지고 가다 có nghĩa là mang theo, cầm và mang theo. Mang theo 을 거예요 có nghĩa là sẽ. Khi đến Hàn Quốc bạn sẽ mang theo bao nhiêu tiền. 한국에 가는데 얼마 가지고 갈 거예요? 졸업 후에 한국에서 취직할 거예요? 졸업 후에 한국에서 취직할 거예요? Sau khi tốt nghiệp bạn có ở lại Hàn Quốc xin việc không? 졸업 후에 có nghĩa là sau khi tốt nghiệp này. 한국에서 ở lại Hàn Quốc, ở Hàn Quốc này. 취직하다. 취직하다 có nghĩa là xin việc. 취직할 거예요 có nghĩa là sẽ xin việc. Bạn sẽ ở lại Hàn Quốc xin việc đúng không? Hoặc là bạn có ở lại Hàn Quốc xin việc không? 베트남 대학교에서 전공이 뭐예요? 베트남 대학교에서 전공이 뭐예요? Ở đại học ở Việt Nam ấy thì bạn học chuyên ngành gì? 베트남 대학교, trường đại học Việt Nam ở Việt Nam. 전공 là chuyên ngành, 뭐예요 là gì? 가족 중에 유학한 사람이나 한국에 살고 있는 사람이 있어요? Trong gia đình bạn thì có ai đi du học hoặc đang sống ở Hàn Quốc không? 가족 중에 có nghĩa là trong gia đình. 유학한 사람 có nghĩa là người đi du học, người đang đi du học này. 한국에 살고 있는 사람 hoặc là người đang sống, sinh sống ở Hàn Quốc. 있어요? Có không? 이나 có nghĩa là từ mang nghĩa là hoặc. Người đi học này, du học hoặc đang sống ở Hàn Quốc. Có không? Đây là ina dùng để gắn vào, để gắn nối kết hai danh từ với nhau. Danh từ đây là gì? Người đi du học này. Và một cụm danh từ thứ hai là gì? Người đang sinh sống ở Hàn Quốc. Tức là người đã sống ổn định ở đấy ấy. Và cái người đi du học thì có hay không? 부모님 한 달 수입이 얼마예요? 부모님 한 달 수입이 얼마예요? Bố mẹ thu nhập một tháng bao nhiêu? 부모님 한 달 một tháng 수입 thu nhập 얼마예요? Bao nhiêu, được bao nhiêu? 부모님 1년 수입이 얼마예요? 부모님 1년 수입이 얼마예요? Bố mẹ thu nhập một năm bao nhiêu? 1년 một năm. Cái này thì trong hồ sơ để gửi lên đại sứ quán thì các bạn cũng đã có ghi chi tiết rồi đúng không? Nếu mà khi người ta hỏi thì các bạn cần trả lời ăn khớp với lại cái thông tin mà các bạn ghi trong hồ sơ nhé. Cần phải trả lời một cách thực tế, trả lời thực, các bạn không được xuyên tạc sự thật nhé. Các bạn ghi trong hồ sơ như thế nào thì các bạn hãy trả lời đúng như thế. 아버지 hoặc là 어머니는 어떤 사람이에요? 아버지 어머니는 어떤 사람이에요? Bố hoặc mẹ bạn là người như thế nào? Cái này là người ta hỏi thêm, không hẳn là người ta quan tâm về tọc mạch về con người của bố mẹ bạn đâu. Nhưng mà người ta hỏi như thế này để kiểm tra cái năng lực tiếng Hàn của các bạn thôi, chứ không phải là người ta muốn quan tâm về bố mẹ bạn như thế nào đâu. Chẳng qua là để người ta xem bạn có thể trả lời câu hỏi này bằng tiếng Hàn như thế nào. 형제 자매는 몇 명 있어요? 형제 자매는 몇 명 있어요? Bạn có mấy anh chị em? 형제 자매, anh chị em. 몇 là mấy, 명, người, 있어요, có mấy người, có mấy anh chị em. 오빠, 언니 hoặc là 형, 누나는 뭐 해요? Anh của chị hoặc là chị, bạn làm cái gì? Các bạn lưu ý nhé. 오빠 hoặc là 언니, cái này là dành khi mà chúng ta là con gái, chúng ta gọi anh của chúng ta là 오빠, gọi chị của chúng ta là 언니. Còn nếu chúng ta là con trai, chúng ta sẽ gọi anh của chúng ta là 형, gọi chị của chúng ta là 누나. Các bạn lưu ý nhé, để tránh nhầm lẫn nhé. 한국에 가본 적이 있어요? 한국에 가본 적이 있어요? Bạn đã từng đến Hàn Quốc chưa? Cái này nếu đến rồi thì bạn phải trả lời là đến rồi nhé. Chưa đến bạn phải trả lời là chưa đến. Người ta đặc biệt là
rất là ghét khi mà ai đó dối trá. Đi phỏng vấn thì các bạn đừng hy vọng là sẽ dối trá được bất cứ điều gì nhé. Có thông tin như thế nào các bạn phải cung cấp thực đúng như thế, không được nói sai. Nếu các bạn nói dối các bạn sẽ bị tạch ngay. 어디에서 살아요? 어디에서 살아요? Bạn đang sống ở đâu? Tức là người ta muốn hỏi thêm hiện tại bạn đang sống ở đâu. Bạn có thể trả lời là bạn đang sống ở Mỹ Đình Sông Đà, hoặc là sống ở Linh Đàm chẳng hạn, hoặc là ở Xuân Thủy, ví dụ thế.